Hello, xin chào anh em, chào mừng anh đến với kênh YouTube điện tử Udemy của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em tự làm một cái mạch PCB tại nhà như này. Đó thì mình sẽ hướng dẫn em từ cái việc làm mạch đến ăn mòn và các thứ luôn. Ok, let's go. Đó, sau khi mình từ cái file Proteus thì mình sẽ xuất ra cái file PDF, xong mà mình mang cái file đó ra ngoài quán photo. Thì mình sẽ yêu cầu họ là photo cho cái loại giấy in này, loại mỏng nhất. Thì ngày xưa mình vẫn hay dùng cái giấy màu vàng, nhưng mà mình cảm giác là cái giấy màu vàng ấy nó hay làm hỏng cái máy in ấy, đâm ra là những cái chỗ mà bán linh kiện người họ hay bị hỏng máy in. Thì mình dùng cái loại giấy in ảnh này thì mình cảm giác là cái đường mạch của nó đẹp hơn là cái giấy màu vàng vàng đấy. Đó, giấy này gọi là giấy in ảnh loại mỏng nhất. Thì các bạn sẽ là dùng cái thước này, các bạn sẽ đo chiều dài và chiều rộng của cái mài, xong rồi và mình sẽ đo đúng theo kích thước của cái phím đầu này, và mình sẽ dùng máy mài hoặc máy cắt, và hoặc là mình có thể dùng cái loại mà cái dao chuyên dụng để mà cắt cái phím đồng đó. Thì bây giờ mình sẽ đo xem là bao nhiêu, 13,4 cm. Mình đo chiều dài của phím đồng. Đấy, đo chiều dài rồi mình sẽ vạch hai đường để mình kẻ một đường thẳng. Đấy, tiếp theo mình sẽ đo chiều rộng của cái mạch của mình, sau đó là mình lại đo hai vạch đó, hai vạch xong đó mình mới kẻ một đoạn thẳng xuống đó, xác định nhờ hai điểm đó. Thì sau khi mình cắt được như này rồi, mình đã đo được như này rồi, mình sẽ dùng cái máy máy cắt của mình cắt. Thì các bạn có thể dùng cái loại loại mà lại cắt phím đồng hoặc là cắt mica để cắt cho nó. Thì mình cái mũi của mình gãy rồi thì mình sẽ thay dùng cái này mình cắt đó. Do mình gãy cái lưỡi cắt phím đồng thì mình dùng cái máy khoan này, mình cảm thấy dùng cái máy cưa này mình cảm thấy là nó cắt nhanh hơn đó, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ bụi hơn. Anh em tùy cơ ứng biến vậy. Thì các cái này thì anh em nên để ý cẩn thận, không là nó đừng để mình khi mình cưa thì mình đừng để cho nó cứng quá, tức là mình đừng ấn mạnh quá, thì nó nếu mà mạnh quá thì nó sẽ giữ lưỡi và nó sẽ gãy. Đấy, nên rất là nguy hiểm, nên thì anh em phải cẩn thận ở cái đoạn này. Nhưng mà mình thấy cảm giác nó nhanh hơn là mình cắt bằng cái dao cắt phím đồng ấy. Đó. Mình cưa cả đằng sau nữa. Đây, tí nữa mình gập một phát là được luôn. Đó. Sau đó các bạn sẽ dùng cái máy này, các bạn mài bốn xung quanh đi, cho nó cái chỗ những cái viền nào mà nó bị lẹm ấy thì để mình có thể mài cho nó gọn viền đi. Đấy. Tiếp theo là các bạn dùng cái loại giấy ráp loại cứng như này, các bạn sẽ tì những bốn xung quanh này. Bởi vì là bốn xung quanh này nó đã bị lồi lõm cái phần cạnh viền này. Đấy, các bạn cạo bốn xung quanh này. Đấy, thì để cho cái phần viền này nó sẽ gọn hơn mà nó sẽ không bị chìa ra ngoài. Đấy, nó không bị mấp mô. Đấy, mình sẽ mài bốn xung quanh này. Thì trong quá trình mình cắt ý, nó bị mấp mô. Đó, thì được bốn xung quanh này thì tí nữa mình làm mạch thì nó sẽ không bị, chỗ này thì nó sẽ dính mực. Chứ còn nếu mà mình không kỳ bốn xung quanh này, đây, cái phần mép này. Đó, các bạn kỳ mịn nó đi cho nó bằng nhau. Thì khi mà mình làm mạch thì mực nó sẽ ăn tất cả các bề mặt của cái phím đồng này. Đó. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái loại giấy ráp loại mỏng này. Đấy, dùng giấy ráp loại mỏng này mình sẽ kỳ cho cái bề mặt này, nó sẽ bong cái lớp mà phủ đi. Thì khi mình in mặt, in cái mực này, in cái mực ở trong cái tờ giấy này in vào đây. Đó, mình là vào đây thì sẽ làm cho cái mực này nó dính tốt hơn vào trong cái mạch này. Đấy, mình dùng cái loại giấy ráp loại, nhớ là loại mỏng nhất nhé, giấy ráp nước ấy. Đấy, mình sẽ kỳ bóng như lên như này, kỳ bốn xung quanh luôn. Các bạn phải kỳ tất cả mọi chỗ, thì khi mà mình là thì mực nó sẽ in đều và in đủ cho các bạn, không thì khi mà mình không kỳ ấy, thì mực nó sẽ không vào ấy, thì nó nhìn rất là xấu, và thứ hai là sẽ bị mất mạch, mất đường dây. Đấy, nên nói chung là làm cái này thì mình phải làm cẩn thận, không là mất công mình làm rồi mà khi mà in mực thì mực chỗ loang chỗ lổ, chỗ thì có chỗ thì không, thì nói chung là rất đáng tiếc. Mình trước mình cũng đã
làm nhiều cái mạch như này rồi, thủ công này mình biết rồi, mới đầu làm thì chắc chắn là kiểu gì cũng có thiếu sót đấy, thâm ra là nhiều khi mạch của mình làm mấy lần mới được từ lâu rồi đấy. Thế là giờ mình làm nhiều là mình có kinh nghiệm đấy, thì các bạn dùng cái loại giấy ráp nước này, cái kỳ đấy, nó phải bóng lên như này này đấy, nó phải kỳ, mình kỳ bốn xung quanh luôn cả cái phần viền. Các bạn nhớ là cái phần viền này là phần quan trọng này, bởi vì là cái phần mực này đấy, nó thường là nó sẽ không, nó rất là khó dính ở cái phần viền này đấy, cái phần giữa thì là dễ dính hơn là cái phần viền này, nên thế là tí các bạn phải làm sao mà nó phải bốn cái viền này phải là kỹ vào đấy, thì được các bạn kỳ được như này. Thì các bạn sau đó mang ra đi nước để rửa này đi sạch đi đấy. Thì sau khi mình đã rửa sạch với nước thì mình sẽ dùng cái cồn này đấy, mình dùng cái cồn này mình lau cho nó sạch đi, thì tí nữa mình làm mạch thì mực nó sẽ dính tốt hơn, vì cái này là mình sẽ rửa đi những cái phần còn sót lại của những cái bụi mịn hoặc là những cái mảnh đồng mịn đấy, mình rửa cho nó sạch đi. Mình sẽ lấy cái này mình sẽ ốp vào trong cái phần mực máy in này đó, ốp vào đây đấy, ốp kín như này là được này đó. Sau đầu mình sẽ gấp, tiếp theo mình sẽ gấp như này. Gấp bốn xung quanh này đấy. Các bạn nhớ là cái phần viền này mình phải nếp cho nó bằng đấy. Đây đó, thì sau đó mình sẽ lấy cái bàn là của mình đấy, mình sẽ là hay mình lấy tạm cái thớt để cho nó đỡ hỏng cái bàn này của mình. Các bạn phải nhớ là lấy cái bàn là các bạn dùng cái mức quặn, vặn cái mức là mức mạnh nhất đấy, mức mắc luôn này đấy, vặn cái mức mạnh nhất và các bạn sẽ là đấy, các bạn là thật là kỹ cho mình đấy. Cái bước là này là bước cực kỳ quan trọng luôn, nếu mà các bạn mà không là kỹ ấy thì mực của mình sẽ không được in vào trong mạch đấy. Cái bước này theo mình nghĩ là cái bước này là bước quan trọng nhất đấy, bởi vì nếu mà không là kỹ thì cái mực ấy nó sẽ không dính hết và sẽ làm hỏng cái đường mạch của mình đấy, nên thế là nhiều khi là làm đến đoạn này rồi mà nhiều khi vẫn phải vứt đi đấy, mang tháo ra làm lại từ đầu, hoặc nhiều khi là mình in mạch mà in thiếu là phải ra ngoài quán in thêm một cái tờ giấy in mạch nữa đấy, rất là mất thời gian. Nên thế là anh em khi mà in mạch anh em phải nhớ là thật là kỹ đấy, cái bước này là cực rất là quan trọng luôn đấy. Nên thế là đây mình là kỹ bốn cái góc của cái mạch của mình, thật là kỹ bốn góc. Thì các bạn là khoảng 10 đến 15 phút là thật kỹ đấy, là sao mà để cho cái mực nó dính thật là dính vào đây đấy, chắc chắn là dính rồi khoảng 10 đến 15 phút đấy. Sau đó các bạn để nguội đấy, bây giờ nguội hẳn đi khoảng 10 đến 15 phút nguội nữa thì các bạn bóc ra như này đấy, các bạn thấy này đấy, mình là rất kỹ, đâm ra là cái mực ấy nó dính hết tất cả mực vào trong cái phíp đồng của mình đấy. Đấy các bạn thấy này, không dính một tí mực nào luôn này, các bạn nhìn này đấy. Ngày xưa mình trước khi mình làm ấy thì cái phần mực ấy thường là nó sẽ bị không được ăn hết đấy, như mình làm kỹ này các bạn thấy này đấy. Đấy các bạn có thể thấy này, ăn mòn đến tất cả mực ở trong đây này đấy, nó đã ăn vào đây khoảng đến gần như 100% luôn đấy, không bị lỗi chỗ nào luôn đấy. Nên nếu mà các bạn bị chẳng may mà làm mà nó vẫn chưa nhiều chỗ là nó bị không dính mực vào đây thì các bạn có thể dùng cái bút lông này đó, các bạn tô vào những cái chỗ nào mà nó bị thiếu mực đấy, thì mình sẽ tô thay này vào đấy. Nếu mà các bạn không tô vào thì khi mà ví dụ chẳng may nó đứt ở chỗ này mà các bạn nối, các bạn hàn vào thì chỗ này sẽ coi như là dây nó sẽ không nối với nhau đấy, thì chỗ nào mà các bạn thấy nó mờ ấy, ở đây mình làm chuẩn quá rồi nên là không có chỗ nào để cần phải tô cả đó. Và một lưu ý nữa là cái chỗ nào ấy mà khi mà các bạn in ra từ cái bản PCB ở trong trong máy tính của mình ấy thì là những cái chân nào ấy, thực sự những cái chân đây, những chân này của mình này, trong cái bản PCB thì nó không dính nhau, nhưng mà khi mà mình xuất ra file PDF ấy thì nó sẽ bị dính nhau như này, thì các bạn sẽ dùng cái
cái đầu mà cắm vào đầu 52 này, các bạn sẽ kỳ những cái chỗ nào nó dính nhau đi. Đấy, kỳ chỗ nào dính nhau đi để nhiều khi là suất nó bị lỗi. Đó thì các bạn kỳ những chỗ nào nó dính nhau, nó gần nhau quá thì khi mà hàn ấy thì nó sẽ rất dễ là bị chập. Đó. Đây mình lấy cái mũi kim của đầu 52 ấy. Đó mình sẽ cạo những cái phần nào nó gần nhau đi. Đấy thì các bạn xem có phần nào mà nó gần nhau quá, cái chỗ nào ấy, nó gần nhau quá thì các bạn cạo đi. Thì khi mà hàn ấy nó sẽ không bị chập nhau. Đấy, chập chập là coi như là mạch hỏng luôn đấy, hỏng luôn linh kiện luôn đấy. Tiếp theo thì các bạn lấy cái mạch này đi rửa ăn mòn. Đấy thì đây là cái đây gọi là bột ăn mòn, muối ăn mòn. Đấy đây là muối ăn mòn thì các bạn cho một ít như này. Đấy các bạn cho vào đây. Các bạn lấy nước sôi. Các bạn nhớ là phải nước sôi 100% nhé thì nó sẽ in nhanh, nó sẽ ăn mòn nhanh hơn. Đấy. Đấy, mình sẽ đổ nước sôi 100% vào đây. Đó. Đấy, thì nó sẽ ăn mòn đấy các bạn thấy này. Nó đã sủi bọt lên rồi. Này các bạn cứ lắc đều như này. Các bạn cứ lắc đều như này. Đấy, bao giờ là nó chuyển từ cái màu đồng, màu hơi hơi màu hồng hồng của đồng chuyển sang cái màu vàng vàng của phíp đồng ấy thì lúc này là nó đã ăn mòn hết cái phần phần đồng ở dưới này. Đấy. Đấy cái này nhớ các bạn là khi mà làm ấy thì nên làm ở những chỗ mà nó thoáng khí. Thì cái này là nó dùng cái dung dịch này nó hơi độc thì mình quay video này đâm ra mình làm trong phòng hơi bùi một tí, cố gắng để làm vì các bạn. Đấy, các bạn xem video mà thấy bổ ích thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình. Đó. Thường là mình sẽ làm ở bên ngoài trời chứ không làm trong nhà như này. Đấy, các bạn cứ lắc như này, đấy, lắc cho nó đều. Bao giờ nó phải ăn hết được cái phần phần đồng này thì là ok. Đấy. Các bạn lắc khoảng 10 phút, đấy, cho nó kỹ cũng được, 10 phút. Nên nếu mà các bạn dùng dùng như ngày xưa là hay dùng FeSL3 là cái dùng là bột bột sắt ấy thì nó sẽ mạch nó không đẹp bằng dùng cái muối ăn mòn này. Đấy, muối ăn mòn này thì nó mạch nó ăn mòn đẹp hơn và thứ hai là nhanh hơn. Đấy, cảm giác nó sạch hơn chứ còn cái bột sắt kia thì nó nhìn nó bẩn hơn. Đấy, nó nhem nhuốc hơn. Đây các bạn lưu ý này, đây các bạn có thể thấy này. Cái phần ở đây nó có hai màu đây, mình sẽ nhấc cho các bạn xem. Đấy, thì cái phần màu vàng vàng như này là nó đã ăn mòn được rồi. Còn cái phần mà nó hồng hồng này là chưa ăn mòn hết thì các bạn nhớ phải ăn mòn được như cái tầm như cái phần vàng vàng nó giống như cái màu của cái này là ok. Đó. Đấy, sau khi được như này rồi thì mình sẽ lấy cái giáp như kiểu đánh xong nồi ấy thì các bạn dùng nước này cạo sạch đi. Đấy, cạo sạch hết cái phần phần mực này, mực in. Đấy, thì để đưa ra được cái phần đồng mà mình cần nối. Đấy, các bạn kỳ sạch hết những phần mực in này đi. Mình sẽ dùng cái là giấy ráp mỏng này thì mình sẽ kỳ nốt để nếu mà mình dùng cái đánh xoong mà nó mạnh quá thì nó sẽ làm mỏng cái phần đồng này. Đấy thì mình sẽ dùng cái loại giấy này mỏng ráp nước này kỳ lần nữa để cho nó mạch nó không bị quá là loang lổ, nó quá là xước. Đấy, mình cần cái này thôi. Đấy thì sau quá trình mình dùng cái giấy ráp, các bạn nhớ là dùng cái giấy ráp lại mỏng ấy, lần thứ hai thì mình sẽ kỳ cho nó hết những cái phần phần đen còn lại. Đó thì nó sẽ được cái mạch như này. Đó thì cái mạch này là nói chung là đối với mình đánh giá là chất lượng khoảng điểm điểm 9 điểm 10. Đó rất là đẹp. Và thứ hai là cái đường của nó không bị mất, không bị đứt, không phải tô lại để cho nó thành mạch liền được. Đấy, nên thế là hello ok. Đấy thì bây giờ mình sẽ dùng cái mũi khoan đây. Có cái mũi khoan 0.7 mm. Đấy. Thì đối với cái đường khoan mà dụ khoan những cái chân của con vi điều khiển này đây. Những khoan chân cho cái con vi chân cho cái đế của con vi điều khiển thì mình dùng cái mũi khoan 0.7 và 0.8 mm. Đấy, còn đối với những cái chân mà chân cấp nguồn có cái rắc header này, đấy mà mình cắm vào cái phần chân to này, chân đây chân to đây. Đấy thì mình sẽ dùng cái loại mũi khoan to hơn, đây mũi khoan như này. Đấy, mũi khoan to hơn như này mà khoan. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi khoan nốt cái phần mạch này cho bạn xem.
Anh em khoan những cái kiểu mũi khoan như này ấy, thì anh em phải khoan, thứ nhất là em phải khoan chuẩn chuẩn đúng vào cái lỗ mà mình đã thiết kế đó, thì khi mà cắm những cái con làm nhiều chân ấy, thì nó sẽ không bị lệch và nó dễ cắm hơn. Chứ nếu mà mình khoan những cái lỗ, ví dụ như là cái con vi xử lý ấy, nó rất nhiều chân mà mình cắm mà mình khoan mà lỗ cách xa nhau, lỗ cách gần nhau, thì mình cắm cái đế lên ấy thì nó sẽ rất là khó vào. Và thứ hai là khi mà khó vào thế thì cái khả năng mà nó bị thụt hoặc bị gãy chân thì rất là cao. Như thế anh em mình khi mà khoan là phải khoan chuẩn đó. Thì mình chỉ làm demo và cái đường mũi khoan thôi. Đấy thì anh em thấy là đấy, mạch rất là đẹp, rất là thẳng hàng luôn. Đó thì anh em mình sẽ kết thúc video tại đây và mình sẽ làm một cái video thứ hai về hàn khoan nốt cái này, và mình sẽ hoàn thiện cái đống linh kiện mình đã chuẩn bị ở đây. Đây. Màn hình LCD này. Đấy, con RFID này. Đấy, và một vài linh kiện nữa mình đã cất đi rồi. Đây nữa, đây. Tụ điện này. Đấy, còn vài con linh kiện nữa. Đấy. Mình sẽ làm một cái video thứ hai để hoàn thiện luôn cái mạch này. Đó, các bạn xem video của mình thấy hay, thấy hữu ích thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.